Em thấy trong người sao rồi? Đỡ mệt hơn chưa? Anh đang làm thủ tục để xin cấp phép cho công ty. Anh lấy tên là Dược phẩm Lan Hà. Tên ghép của hai người quan trọng nhất cuộc đời anh. Là vợ anh. Là con gái anh. Anh xin lỗi. Hạ Lan à, anh không bao giờ muốn chúng mình thành ra như thế này cả. Bản thân anh đang rất cố gắng. Em... Chị, hay là để em gọi điện cho Ga xem tình hình như thế nào nhá. Không cần đâu. Nếu có chuyện gì, chắc chắn nó sẽ báo. Nếu bây giờ chị muốn đến đấy, em sẽ đưa chị đi vẫn kịp mà. Ông ấy đâu muốn. Tôi nhìn thấy ông ấy ở thời điểm thảm hại nhất. Hạ Lan. Hạ Lan. Tôi xin lỗi. Mai này nếu có việc gì thì hãy chăm sóc con gái của chúng ta nhé. Anh định trăng trối đấy à? Và cũng phải chăm sóc bản thân mình cho tốt. Đừng giữ oán hận trong lòng làm gì. Tình hình sao rồi? Chị không sao. Cũng chỉ là 1.000 ngày thôi. Ông ấy chắc chắn sẽ chịu đựng được.